Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với những nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Từ trên cao nhìn xuống dưới bản làng đây các bạn ạ, nhìn thấy không? Quang cảnh ở trên bản khá là đẹp. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở một trên một cái cung đường cũng so với bản làng cũng khá là cao các bạn ạ. Hôm nay lại tiếp tục một mình di chuyển lên bản. Thường mọi khi thì mình đi cùng với vợ của mình cơ, hai vợ chồng. Nhưng hôm nay thì đi những cái đoạn đường nó khó, với lại là ở trên xa cao nữa các bạn. Vì thế hôm nay một mình đi thôi. Đó, bên dưới này bạt ngàn những đồi quế bà con mình trồng. Cái này là chắc được vào được tầm khoảng là 3-4 năm rồi. Tầm khoảng 6-7 năm nữa thì những cái chỗ quế như này này, bà con mình khai thác lúc đấy thì cuộc sống bà con mình như thế này nó sẽ khác hoàn toàn luôn các bạn ạ. Đó, xa xa lác đác một vài căn nhà. Kìa, tận chút bên kia thấy có cái màu, theo cái tay của mình chỉ cái màu trắng. Hiện tại bây giờ đang vào cái vụ sắn bà con mình thu mua các bạn. Bà con mình nhổ sắn để bán cho thương lái. Dần dần trước đấy thì xưa thì những cách, những cái đồi này, những cái núi này, xưa là bà con mình trồng sắn hết. Bây giờ các bạn, bây giờ là đã được phủ hết những cái quế lên rồi. Đó, vì thế là cái điều đấy cũng khá là mừng luôn các bạn. Đây, một cái có khá là mới các bạn ạ. Cũng lâu lắm mình không di chuyển lên. Bây giờ cái đoạn đường mà lên bản này bây giờ đã được là nhà nước đầu tư múc là con đường to lớn để lên như này rồi. Cái đoạn đường này mình nhớ trước đấy thì mình cũng lên cũng nhiều lần các bạn, cũng là thoảng lâu lâu cũng lên một lần. Cái đoạn đường cũng khó đi, vất vả. Nhớ là đợt trước thì với bạn Sào cũng là đưa mình đi qua cái đoạn đường này một lần. Đoạn đường là rất là khó, bây giờ đã được múc, đã được làm rộng lớn như này rồi. Bây giờ được cái việc đi lại của bà con là sẽ là dễ dàng hơn. Là cái này chắc cũng sẽ là to này, nhà nước sẽ vào là đầu tư, sẽ cũng là giải độ bê tông, giải cấp khối đấy các bạn ạ. Đó, xa xa trùng điệp lên là tít trên kia. Bây giờ lên trên nữa, trên kia nữa là thuộc vào đất của Hà Giang. Chắc là theo mình nghĩ là cái đoạn đường này chỉ có làm lại hết cái đất của là Lào Cai ở bên mình thôi các bạn ạ. Hôm nay lại tiếp tục một mình di chuyển lên bản. Vẫn là cái con xe xưa cũ các bạn, vẫn một con xe. Con là ngựa sắt, ngựa chiến. Đó, đi qua lâu ngày năm tháng thì bây giờ cũng là cũ kỹ hết rồi, toàn là bùn đất không thôi, do là đi bản, đi đường xá toàn là bẩn mà. Một mình lên bản, cầm một ít đồ, ít bánh kẹo, thùng mì tôm lên như này, lại nhớ lại những kỷ niệm trước đấy, vừa rồi, vẫn là ở bên chỗ là A Phá các bạn ạ. Cái cảm giác là những cái kỷ niệm nó ùa về rất là vui, lên trên bản, gặp bà con và thăm những hộ gia đình đặc biệt khó khăn. Hôm nay mình lại di chuyển lên trên bản để xem các bạn, lên thăm ở trên đấy có mấy hộ gia đình ở trên đấy, cũng là đặc biệt khó khăn các bạn, cũng là sống biệt lập, cũng cách... cái đoạn đường quốc lộ cũng xa, điện các thứ không có đâu. Rồi, miên man khá là nhiều thôi các bạn, theo chân của mình di chuyển lên bên bản bên trên xem như thế nào nha.
đoạn đường di chuyển xuống đây các bạn bắt gặp là có mấy bạn thanh niên này vừa cũng đi lấy lá giang về đây này. Đó. Bây giờ cái đoạn đường là dễ dàng hơn rồi, lên trên này thì có thể đi kiếm lá giang nó cũng dễ hơn. Chỉ là cho đi xe là lá di chuyển về nữa thôi. Đỡ phải là vất vả. Cái này là hai em đi lấy cả ngày đấy à cái này. Cái này một tải này được bao nhiêu cân cái này này? Được 50 cân không? 20 thôi. 20 cân. Bây giờ có vẻ chắc lá giang nó ít đi hay sao đúng không? Vì thế là đi lấy thì nó cũng vất vả đúng không? Cũng không được nhiều cho lắm. Bây giờ lá giang một cân nó bao nhiêu rồi? Em xưởng này 15 này, dưới này 10.000. 10.000 một cân. Thường thì em lấy đi tận xưởng hay là mình bán ở dưới này cho người ta thôi? Bán ở dưới này cho người ta. Trước đấy em thấy là lên mười mấy mà bây giờ nó hiếm này vẫn còn 10.000 rồi á. Giảm giá là anh ơi. Giảm giá rồi à? Thế là cả đi cả ngày cũng kiếm được khoảng là được 300.000 không? Một ngày không? Lâu anh không lên trên này, những cái đường đi bây giờ là múc làm dễ nhỉ? Bây giờ đi hết thông lên chỗ này, thông sang bên Hà Giang luôn à? Hay là chỉ lên đoạn trên này thôi? Đến đoạn trên ruộng to, đến trên ruộng to trên này à? Ô thế không làm được thông sang bên Hà Giang nhỉ? Chắc chưa làm nữa. Chưa làm rồi. Nếu mà thông sang bên Hà Giang thì thông qua cái đoạn nào em? Chắc trên này. À lên trên kia, vòng qua đồi trên đồi trên này đúng không? À còn cái nhà này là nhà hộ nhà của ai đây em? Cái nhà này này. Nhà của em á? Ồ. Thế bây giờ em ở đây em ở cùng với bố mẹ hay là ở một mình? Bố ở em đi học. Đi học thế bố mẹ đâu? Bố mẹ đi Đắk Nông còn bố một mình. Ở trên nhà. Đi Đắk Nông bây giờ một mình bố ở cái căn nhà này. Vâng. Thế bố của em bây giờ là hiện tại bây giờ ở nhà không? Bố em đang kéo củi một tí về à? À còn đây là còn là chị này là chị dâu. À. Một mình bố em với em ở đây thôi, còn em mình đang đi học. Em ở dưới mà bố ở trên này nuôi lợn nuôi trâu nuôi gà. À ở dưới kia em có nhà dưới kia nữa gì? À, đây là cái lều của mình thôi đúng không? Ừ, anh Cường là bảo là ở đây một mình bố ở đây. À, cho nó hai món à. À, hóa ra là cái cần lều các bạn, mình cứ tưởng là nhà. Ở trên này. Ở trên này còn có mấy nhà như này mà nữa mà đúng không? Mấy cái nhà này này. Mấy cái này là mấy cái này là còn mấy nhà trên này nữa đúng không? Nhà lưu nhà áo à? Áo là nhà ở, áo chứ là ở. Thế bên nhà áo có ở nhà không? Ở. Các bạn hôm nay thì mình lên trên này đi là vào bản đi là đi loanh quanh đi chơi một chút thôi. Mình cũng chưa biết là cái nhà nào khó khăn hay nhà nào như nào đâu. Đó. Đây cái này là hai anh em là chia nhau đấy à? Hay là bao nhỏ đi. À cho bao nhỏ đi nó dễ hơn đúng không? Bao to đi một tí cho bán đi ký bao. Em năm nay học lớp mấy rồi? Năm nay em học lớp 8. Học lớp 8. Học ở bán chú chứ hay là học xong là về nhà? Bán chú. Ốm em không đi đâu, khoảng kia đi lấy lá. Thế à? Thế bây giờ mình em ở với bố thôi, còn mẹ thì đang đi ăn đâu rồi? Vâng, còn em với bà thôi. Em với bà? Vâng, em ở với bà. Em ở với bà thế bố? Bố trên này. Bố trên này. À. Thế mẹ đi Đắk Nông là đi làm thuê đối gì hay là? Mẹ đi hái cà phê. Hái cà phê. Đấy các bạn ạ, ở đây nói chung là kiếm một cái đồng tiền nó khó khăn lắm. Đây các bạn này thì cũng là lúc đến cái lúc giờ đi học về xong là phải là lên rừng lên đồi đi là đi lấy lá giang này để có là có chút tiền chút kinh phí đấy để mà đi học. Còn là đấy thậm chí là mẹ của bạn ấy không phải là bỏ quê bỏ xứ để mà vào tận trong miền Nam cho Đắk Lắk đi hái cà phê. Đi chắc cuối năm mới về đấy em nhỉ? Một tháng hai tháng về ừ một tháng hai tháng nữa cũng gần đến Tết đến nơi rồi. Có
con nó là bây giờ đường nó mở tại trên này dễ rồi, bây giờ đi lại La Giang sướng nhỉ. Ấy ai giờ đây đi hái cho nào, tay cho nào. Ồ, đi hái La Giang này tay tiếc rách rửa hết như này này, cái đường như này sao có mặc áo dài vào, ngứa quá cười ra hết rồi. À cái lúc lấy thì vẫn mặc áo dài gì, xong rồi lúc về là ngứa quá cười ra gì. Tưởng là cứ mặc áo ngắn như này không mà đi lấy thì cho nó xé, nó làm cho nó rách hết tay nhỉ. Nhìn cái lá nó như cái lá nứa, lá cái này nó sắc như này mà. Thôi hai em làm tiếp nhé, anh hỏi vậy thì anh lên trên này tí nhé. Lên mình ở trong nuôi chó lên trên này thì mình hỏi em này ra mới biết các bạn ạ, là tính là ông ngoại của em đúng không? Vâng. Một mình bây giờ hiện tại bây giờ một mình là ông ấy ở vâng. ở trên này vâng. thế làm sao, thế là bà ngoại của em là bà ngoại của em là mất từ mẹ bé về à, thế bây giờ là không ở với con cháu một mình ở, là ông ấy là ở trên trên này trên núi trên này. Ông ngoại ở trên kia có con có trai nhưng mà không theo các cậu ở như con cứ đi lang thang xong mẹ đón về. À trước là ở đâu mà đi lang thang mà mẹ đón về? Em cũng chẳng biết. Thì không biết là quê ngoại bố ông ngoại của mình ở chỗ nào à? Vâng. À chỉ biết là mẹ đón về thôi đúng không? Vâng. Bây giờ là một mình là ông ngoại của em này có bị có vấn đề có ảnh hưởng cái gì hay là ông thích một mình là ông đi ở thôi? Ông bị điếc tai mà không ở chung nhiều người, một mình ở thế à? Thế ông của em đây đã nhiều tuổi chưa? Khoảng 70 mấy tuổi ạ. À? Bây giờ một mình sống một mình ở trên là núi trên này, rừng trên này. Vâng. Thế ông ở trên đấy thì ông bây giờ là ông sống mà sinh hoạt đấy các thứ thì ví dụ như là gạo hay là các thứ thì ông lấy đâu ra em? Thì đưa từ nhà đi anh ạ. À lấy từ nhà em đi hay là như nào? À hết thì em đưa gạo về bố đưa đi ạ. Thế à? Vâng. Thế bây giờ là ở trên này theo cái đường này lên. Vâng. Chỗ này lên. Lên trên này còn xa không em? Ngay trên này thôi ạ. Cái đoạn trên này. Ở ngay đằng sau của những mấy cái búi cây diễn cái hốc này đấy à? À. Hay là em có thể đưa anh lên trên thăm ông một chút được không? Anh lên này hôm nay lên chơi anh cũng lên thì cũng không cầm cái gì đâu, cũng có gọi thùng mì tôm lên rồi thăm hỏi ông một chút được không em? Có bận gì không? Đi lên đấy có lâu không? Hay là chỉ sợ lâu quá hay là làm em lại đi là bán lá da không được? Một lúc là té ngay trên này em. Ừ thế được rồi, thế thì em này dẫn chỉ cho anh lên thăm ông một chút nhá. Vâng. Thế các bạn là đôi khi thì là cũng là khi người lớn già cái về tuổi rồi còn rất là cũng liên quan đến nhiều thứ nhiều cái, nó không thể ở cùng với là con cháu được. Vì thế là trên vùng cao đôi khi là mọi người hay vậy lắm các bạn ạ. Xong đôi khi đấy tự ái xong bắt đầu là sẽ là ra ở một mình ở trên núi ở là sống như vậy các bạn. Từ từ đây nào rồi, đợi anh một tí. Rồi, anh cầm thùng mì tôm để anh cho xe vào góc này đá nhá. Thôi các bạn mình để xe vào góc này xong rồi lại cùng em trai để dẫn mình lên thăm ông một chút nhá. Đây anh cầm cái điện thoại nữa em. Đây, cầm hộ anh cái này được không? Có. Nó chào chú Thím. Rồi các bạn đi mình lên. Ây da, đi cũng vất vả đấy nhỉ. Ây da, cái đoạn đường lên ông đây. Đó, mọi người đi lên nương về. Vâng ạ. Cháu lên trên này tí ạ. Bây giờ đường đẹp, đường ngon rồi, đi thoải mái rồi nhỉ. Không phải lo như giống như đường trước nữa. Rồi các bạn nhé, mình đi lên đây, đi theo một con đường như này. Cái này ông là toàn đi đường này không hả em? À, lúc mái chưa đào thì có đường bé, ông cứ đi chỗ này. Lúc mà chưa đào là cũng là đi cái đoạn đường này gì đúng không? Ai giá lên đường lên ông cái này cơ à? Ông đi đường bên kia đi.
Ông có nói được tiếng phổ thông không, tiếng Kinh không em? Em cũng chẳng biết chứ. Ông nói được tí à chứ. Có nói được tí à? Ông bị điếc quá gần gần tai nên nói ông nghe được. À, đúng rồi, may ra có em. May có em mới đưa đi, không có là anh là người lạ lên chắc là sợ ông là thấy sợ đấy nhỉ, ông chạy đấy nhỉ. Ông không chạy được. À. 70 tuổi rồi à? Ấy da, có đoạn đường. Để mà lên ông đấy các bạn ạ. Đường như này mà ông có tuổi thế mà ông vẫn đi lại tốt được à? Thế vậy là chắc là ông của em thì vẫn khỏe thôi đúng không? Yếu hơn năm trước kìa. Ừ, thì ông có tuổi rồi. Có thể là nếu yếu quá thì đi cái đường này cũng không đi được ấy. Ây da. Thanh niên đi cái đường này còn khó nữa các bạn. Không chỉ là ông cụ là 70 tuổi. Tình cờ lên trên này đại gặp ấy. Em này kể về ông. Lên thăm ông luôn các bạn ạ. Ôi giời ơi, cái đường này lên trên này đi. Gọi là người rừng rồi. Sao ông ấy không chịu xuống dưới ở cùng với là gia đình em à? Muốn ở sống trên rừng cái gì? Vâng. Chắc là quen rồi. Từ thấy xưa rồi. À đây có chó sủa đây. Ông nuôi chó à? Ơi. Cuối cùng là biệt lập qua cái đoạn đường này cũng lên trên là lều của ông đây rồi. Ôi chó có sao không em? Không ạ. Xem chó nhá. Ây da. Ông nuôi được rất là nhiều chó các bạn ạ. Đây gặp ông đây. Cháu chào ông. Ông nghe rõ rồi. Úi úi, con chó này. À, đây là lều của ông đây à. Một mình ông ở đây các bạn. Điện đóm cái gì không có. Ơi. Cháu chào ông. Em bên đây vừa hỏi thử nói với ông xem nào. Cháu chào ông. Đúng thật ông có nghe thấy cái gì các bạn ạ? Nói với ông bảo là hôm nay là anh này ghé qua ông chơi, biếu ông là thùng mì tôm. Tôi xách con à. Hả? Tôi tin lâu nữa tôi xách con à. Ừ. Ông có nói được tiếng Kinh không? Có hà lo lửa la nè. Hả? Có hà lo lửa la nè. Dạ. Ông không nghe rõ, ông cứ bảo là được à. Vâng. Khó nhỉ. Vâng. May hôm nay có em có liền không biết gì đây, một mình ông ở một cái lều nhỏ nhỏ bé bé như này. Ồ. Đây là những cái nồi xong nồi chảo này là chắc là bố mẹ của em cho ông đúng không? Vừa mua cho ông một năm. Một năm. Thế ông chuyển lên đây ở được lâu cho em? Vừa một năm rồi. Ở được đây một năm rồi. Vâng. Ồ.
ông ở dưới nhà được mấy tháng ông không chịu ở xong ông cứ lên trên này xong ông bảo là làm cái liều cho trên này ông ở xong ông không chịu xuống luôn, ông cứ lại ở trên này xong ông cứ làm mấy bậy bạ trên kia lên. Làm bậy bạ làm cái gì em? Cứ đào đất nhặt nhặt đá các thứ để đất tốt hơn. Đào đất nhặt đá à, có nghĩa là cái mảnh đất này nó nhiều đá quá xong rồi ông nhặt hết đá đi để nó tốt lên hơn cái gì? Để sáng chỗ đấy kìa. Cậu ăn giờ? Hả? Cậu ăn giờ? Ăn khát tên nào ơi. Đấy, ông được lấy rất nhiều củi để đây, để đun đây. Ô thế ông không có kiềng à? Đã đun như này ông không có kiềng để đun à nhỉ? Trên này. À đây đúng rồi, anh nhìn thấy. Ông làm xong ông cắt luôn. À, ông cắt luôn một mình ở đây. Tôi hỏi ông xem nào, là ông là trước xưa là ông ở đâu xuống, ông là quê gốc của ông ở đâu? Ở chợ đốt tên là chợ mà ra chừng tảng đấy. Ồ. À đèn pin hết pin rồi, cái này chắc là em phải mang xuống bản đi là đi sạc à. Điện cho ông rồi. Thần chú coi nhớ hai thứ nào. Hả? Thì à từ khi nào ta thần chú coi nhớ hai thứ nào. Nhớ chị? Ừ. Đó. Đó khám chân là nóng chút khó trâu đi. Có nhớ bố hát tiên lửa nữa hả? Đó khám chân là cả chết. Chết lắm. Rồi chân khám nóng trâu á. Ông mà bị điếc quá không nghe rõ được gì luôn. Không nghe thấy được gì hết luôn. Vâng. Bây giờ em nói ông không nghe thấy luôn. Vâng. Ông bảo là... Bà, ông cứ bảo linh tinh bảo có ma kiểu gì đó, ông không nghe rõ được luôn. Có ma? Vâng. Ôi trời ơi. Mình sáng nè, tim mình sáng nè. Mình sáng nè. Có tim mình sáng nhất trò chán nè. Hôm nay mình cháu lên biếu cho ông thùng mì tôm. À, cháu rõ mà không nghe chứ. Ông bị điếc quá, ông không nghe rõ được. Cháu đưa cho ông thùng mì tôm. Đấy, ông cầm lên, cầm lên. Có, cho nè. Cà tỏa, cà chọn nè. Vâng, đây, nhìn đây, nhìn đây nào. Cà xanh giá nè, xanh giá nè. Rồi, được rồi. Ông thì vẫn ăn mì được chứ em? À, vâng, ông vẫn các thứ vẫn ăn khỏe chứ? Vâng. Một mình ông giỏi nhỉ, ở một mình, ở biệt lập, ở trên cái đồi núi như này, làm cái con lều bé bé như này. Ô, cái này, trời mưa to, gió lớn, cái này thì cũng là thật sự rất là nguy hiểm. Đó. Bây giờ còn chưa vào lạnh các bạn nhé. Nếu mà vào không khí vào trời vào lạnh nữa thì không biết là mình ông ở đây thì không biết nhìn à, sẽ như thế nào đây. Ông là ở đây là không nuôi gà đâu đúng không? Nuôi gà, gà đi chứ chưa về đâu. Có mấy con gà chết hết còn mấy đứa. À còn mấy đứa. Chết hết còn mấy đứa gà nữa à? Một mình nuôi một con chó vàng nhà, bây giờ thành là ba con chó vàng. Cái con mẹ nó đẻ ra hai con này đúng không? Vâng. Thì nhỏ chưa nghe nó cứ. Vâng. Mình nhìn thấy ông cụ này các bạn lại tiếp tục lại mình lại nói chung là mình lại liên tưởng tới là ông cụ no cũng là một mình cũng ở như này. Nhưng ông cụ no một mình ở trên đấy thì ông lại không có là người thân con cháu các thứ gì, còn là ông đây thì vẫn còn là các con cháu các bạn ạ. Còn là ông đây là đi hiện tại ở trên này là hơn là cụ no là rất là nhiều, là có thêm là mấy con chó nữa, mà lại toàn mấy con chó vàng các bạn, lại liên tưởng tới là trước xưa đấy là lão Hạc rồi, lão Hạc và con chó vàng các bạn. À đây ở trên này đây anh nhìn thấy bảo là ông nhặt lung tung các thứ em bảo đây đúng không, ở trên này đây đúng không? À đây. Đây các bạn. Đây đúng không? Ông nhặt lung tung ở đây đúng không em? Cái này ông làm ruộng à hay là cái đất này là đất của em à? Vâng, đất này đất em. À đây mấy con gà đây này. 3-4 con để gì đấy? Ông làm cái này để làm ruộng nhưng mà cái ruộng. Ông tính ông làm ruộng ở đây á? Vâng, cái này nhưng mà chết hết. Ồ. Còn để cho gà ăn. Để à?
Ô, cái này sao mà làm được ruộng được, cái này lấy nước ở đâu ra, có nước ở đâu? Nước ở trên này mà có nước cái gì? Ô, vậy thì ông quá giỏi luôn đấy. Ông chắc là cũng là không muốn là sống là phụ thuộc, lệ thuộc vào là con cháu gì đấy. Vì thế là ông xin ông lên trên này. Một mình là ông đào đất, đào các thứ ở đây làm thế này. Kè như thế này. Cái này thì không được đâu, ui nhiều nhỉ. Cái này ông kè, cái chỗ này là đá các thứ xếp là ông một mình ông làm, ông xếp hết à? Ồ, vậy là ông là quá giỏi, quá khỏe luôn đấy. Cái này chắc làm cái này vào để đi trồng trồng lạc cái này, hay là trồng ngô, trồng đỗ tương thôi nhỉ. Còn làm ruộng ở đây thì đá không như này sao mà làm khai hoang ruộng được. Ông trồng một năm ruộng trên này chết hết. À, cũng là mấy khóm như này ông cũng trồng được một năm trên này. Vâng, chết hết, không được thu. Xong đúng rồi, trên cao như này nữa, bắt đầu với lại là khí hậu lạnh quá không trồng được, với lại là khó lắm, phải phân do các kiểu. À. Bảo ông bảo thôi đừng trồng ruộng, đừng trồng lúa nữa, trồng ngô thôi, may ra thì còn được ăn ngô này, đất này chắc là trồng ngô là tốt này. Thế là ông là vẫn còn khỏe nhỉ. Một mình vẫn làm được hết được cái công việc như này. Cái này mình lại liên tưởng tới là những cũng là thuộc vào bên Hà Giang, các bạn ở bên Đồng Văn Mèo Vạc đấy, bà con mình ở trên đấy thì cũng là xếp đá, toàn là những đồi đá không, cũng giống như này này các bạn. Mà mọi bà con mình làm xếp cũng là trồng ngô, trồng các loại. Thôi mình thăm này một chút rồi mình theo em mình xuống một tí. Không chắc là thôi cũng để lại cho em ấy là cũng là di chuyển xuống dưới còn này mang là lá giang đi bán nữa. Lá giang của em tầm khoảng mấy giờ em mang đi bán? Chắc bây giờ đi anh. Bây giờ đi à? Thôi được rồi, xuống dưới kia rồi. Chỗ ông bà cụ chắc tầm khoảng một tí nữa xong rồi anh em mình đi nhỉ. Quá khâm phục cái nghị lực của ông các bạn. Đây, các thứ đồ nổi niêu của ông để đây. Ui, khói quá các bạn ạ. Gọi ngà ngăn nắp. Xem ông đã nấu cơm chưa? Ông vừa đây bữa rau, cái theo nghĩ là cái này chắc chắn là rau rừng này. Ở đây ông trồng được rau gì không em? Nhưng cái càng càng hả? Đầu cấu thế. Ở đây ông trồng được rau cả. Ông trồng được rau cải gì không ở đây không? Trồng được nhưng mà không ăn chết hết rồi. À, trồng được ít rau cải hoa là chết hết rồi. Và cái mùa đang vào mùa rau cải đấy. Đây còn là gạo, còn cơm đây thì là có đều rồi. Củ nhiều này chắc là ông lấy về để chuẩn bị dự trữ là mấy, để chuẩn bị mấy hôm nữa là trời mưa ông. Trời mưa với lại là rét đấy nhỉ. Ui khói bốc lên nghi ngút hết. Anh có thấy nguồn nước nào, nguồn nước thì ông lấy ở đâu về uống? Ở đây nhưng mà ông không lấy đây, ông cứ đi lấy tận trên kia. Ông đi tận nguồn trên kia lấy về. Ông không lấy, ông đi lấy tận trên kia. Chúng ngủ ông. Đây là những cái chai gì đây? Ông uống uống rượu không em? Mấy cái chai này như kiểu chai rượu đấy. Hai chai dầu cái này này. Giọt nước này. Nước uống. Cái này chắc rượu ạ, bố mang đến. À, ông uống rượu ấy nhỉ? Cái nước rồi. Nước rồi à? Rượu chắc hết rồi. Ông cứ nhặt cắt thứ để mang đi cắt. Em biết là ông tên là gì không? Em cũng không biết. Không biết ông tên gì? Vâng, em chưa hỏi mẹ. Chỉ biết là gọi là ông nội, ông ngoại thôi. Vâng, từ nhỏ em cứ đi học không, em chưa hỏi. À đúng rồi, thật em thì còn trẻ. Những cái củi này là nó bị là nó chưa khô hay sao đấy, ông cho vào nhiều vào. Chắc chưa khô ông.
Không cháy luôn đây này. Khó liền nghi nút. Chắc là nhỏ con to chắc khó ăn gì mà cho ăn. Chắc là khó nha. Không một đề lộ. À chắc con nó là lấy chân cu này. Ghép đi, ghép tận vào tận tai ông thì nói, vì ông cũng không nghe thấy cái gì hả em? Lâu lâu ông nghe gió một lần đi. Khó nhỉ các bạn, còn là như là cụ no thì còn là cụ ấy còn là nói cụ ấy còn nghe được thì nó lâu lâu. Còn là ông đây thì rồi, chịu rồi. Bảo ông ở dưới nhà đừng đi có đi làm, ông bảo không chịu, ông bảo ở nhà thì trắng quá. Đúng rồi em, cái cũng là đôi khi là cũng là người già tăng người lớn, người ta cũng là thích kiểu cuộc sống như thế đấy, người ta không muốn là ảnh hưởng tới là con cháu mọi người trong gia đình các thứ gì đấy. Thôi chắc là em ạ, thôi hai anh em chắc là thôi di chuyển về thôi, lên thăm ông như này thôi, thì cũng là gần chiều tối rồi, còn về còn em còn phải là đi là cái công việc của em nữa. Ừ. Thôi cảm ơn em, thì hôm nay là cũng là cái gì em? Ông bảo gì em? Ông bảo được cái nồi mang đi về nhà ông không dùng. Yeah. Em bảo là ở nhà có nhiều không dùng thì ông dùng. Thôi các bạn ạ, chắc là mình cũng xin phép mình kết thúc video luôn. Hai anh em di chuyển các bạn, cũng là nhiều thứ nhiều cái cũng lâu lắm rồi. Từ cái đợt là mình ra kênh riêng mình cũng ít hay lên bản các bạn ạ. Từ giờ trở đi thì mình cũng hay thường xuyên lên bản để thăm hỏi bà con mình các thứ, thì mình giúp đỡ được cái gì mình giúp đỡ các bạn. Để quay lại những cái sinh hoạt cuộc sống đời thực hàng ngày của bà con ở trên là vùng cao của mình ấy. Hôm nay thì lên trên này thì mới biết gặp, tình cờ gặp được em. Đâu mới biết được là hoàn cảnh, tình cảnh của cụ như này, của ông như này. Đôi khi cũng là người già các bạn ạ, cũng là đôi khi là người ta cũng là già, với lại là có nhiều cái này, ví dụ như là ông bị là điếc như này các bạn, là cũng không muốn là làm phiền cho là cuộc sống của là con cháu chẳng hạn. Ông là tự ra tự lên đồi đi ở một mình như này, làm căn lều ở này để sống cái này, không muốn là làm phiền tới con cháu, làm phiền tới là các thứ xã hội, không xô bồ cái gì, sống cuộc sống như này đến hết là cái cuộc đời các bạn ạ. Nói chung là mỗi cuộc sống, mỗi cái hoàn cảnh, tình cảnh nó khác nhau lắm. Đôi khi ông phải sống cuộc sống như này cơ, ông mới thấy là cảm thấy nó thoải mái, nó an nhiên tự tại. Còn là đôi khi là nhiều người ta lại nhìn vào thì bảo là sao lại để cho là ông đi là ở như này. Nhưng không phải nha các bạn nha, con cháu các thứ thì mọi người ta cũng là rất quan tâm, cũng là tới ông, cũng là muốn về ông về ở. Nhưng này là do tính cách của người già thì con cháu cũng phải là thuận theo là ý kiến của là ông thôi. Rồi thôi các bạn nào, chắc là mình cũng xin phép di chuyển về nhá. Nào có cái dịp nữa nào đấy thì mình chẳng hạn mình có cái thứ đồ gì, có cái gì ấy thì mình có thể mình mang lên là biếu là ông. Chỉ mong sao là ông là giữ được là khỏe khoắn như này, làm được như này. Chúc ông là nhiều sức khỏe tốt như này, vậy là cái điều là rất là tốt, là mừng rồi. Hai anh em về đây. Thôi chắc mình xin phép mình kết thúc video luôn các bạn nhé. Hôm nay là di chuyển vào buổi chiều, còn lúc khác nữa mình còn di chuyển sâu vào trong bản này nữa các bạn. Cảm ơn các bạn thì đã theo dõi video. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé.